Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 5 tháng 6 trên kênh bình luận viên Anh Quân Nil. Mùa giải sôi động của bóng đá châu Âu đã chính thức khép lại và giờ là thời điểm mà các câu lạc bộ chuẩn bị lực lượng để bước vào một giải mới. Bản tin chuyển nhượng hàng ngày sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn đa chiều nhất trên thị trường chuyển nhượng suốt 24 giờ qua. Nào hãy cùng bắt đầu ngay với phần tin tức đáng chú ý thôi. Gần như chắc chắn ngôi sao Serge Gnabry sẽ ra đi ở phiên chợ hè năm nay. Chân chạy cánh người Đức chỉ còn một năm hợp đồng với Bayern Munich. Hai bên đã không có được tiếng nói chung trên bàn đàm phán trong các thỏa thuận về lương thưởng bởi đội chủ sân Allianz Arena vừa từ chối mức lương 250.000 bảng một tuần mà anh yêu cầu. Vì vậy, chưa có bất cứ tiến triển nào công tác gia hạn. Gnabry tin rằng mình xứng đáng được hưởng mức thù lao cao hơn bởi anh là một trong số những cầu thủ ổn định nhất của Hùng Xám mùa giải vừa qua. Với việc rất nhiều câu lạc bộ lớn gửi đến anh lời đề nghị đã khiến khả năng tiền đạo 26 tuổi cập bến một đội bóng mới ngay trong mùa hè này là lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Bundesliga vẫn đang cố gắng giữ chân Gnabry, tờ Bild dẫn lời chủ tịch Bayern, ông Herbert Heiner. Chúng tôi đã đàm phán để giữ chân Gnabry ở lại trong một khoảng thời gian dài, nhưng không may là chưa có bất cứ thỏa thuận nào được hoàn tất. Chúng tôi có một vài ý tưởng và các câu lạc bộ đang cố gắng thực hiện chúng. Nhật báo này cũng cho hay Real Madrid, Arsenal và Liverpool là những đội bóng muốn có sự phục vụ của tuyển thủ người Đức. Mặc dù vậy, tờ Marca cho rằng Los Blancos tỏ ra không hứng thú với Gnabry, bằng chứng là nhà đương kim vô địch Champions League không đưa ra bất cứ lời đề nghị nào dành cho cầu thủ này. Tờ Mirror cũng đồng ý với quan điểm này, đồng thời trang này còn cho hay huấn luyện viên Carlo Ancelotti hài lòng với các nhân tố mà ông đang có trên hàng tấn công. Trước đó, đội chủ sân Santiago Bernabeu được cho là rất hứng thú với Gnabry, nhưng với nguồn tin này có thể thấy họ không còn quá quan trọng việc đưa anh về nữa. Arsenal đang đau đầu với bài toán thiếu nhân sự trên hàng công ở mùa giải tới. Pháo thủ đang cố gắng giữ chân sao trẻ Eddie Nketiah, nhưng với trường hợp của Alexandre Lacazette, đội chủ sân Emirates đã hết hy vọng với cầu thủ này. Không ít lần trong mùa giải năm nay, tiền đạo người Pháp công khai muốn trở về mái nhà xưa Olympique Lyon. Và mới đây, theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal đã chấp nhận để Lacazette ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Vì vậy, pháo thủ đang tìm mọi cách để đưa về những tiền đạo chất lượng với giá cả phải chăng để lấp vào vị trí chuẩn bị được bỏ trống này. Với thói quen ưa dùng những cầu thủ trẻ, chẳng có gì là khó hiểu khi huấn luyện viên Arteta đã nhắm đến một cái tên mới 23 tuổi mới nổi ở Serie A, đó là tiền đạo Gianluca Scamacca của Sassuolo. Ở mùa bóng năm nay, sao trẻ người Ý đã có một mùa giải bùng nổ với 16 bàn thắng sau 36 trận ra sân ở Serie A. Thành tích giúp anh xếp thứ 6 trong cuộc đua vô phá lưới ở giải vô địch quốc gia Ý. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà Arsenal phải chần chừ ở thương vụ này. Họ đã đưa ra lời đề nghị trị giá 34 triệu bảng dành cho Scamacca. Nhưng theo tờ Sky Sports, Sassuolo đã từ chối lời đề nghị này và mong muốn thu về hơn 40 triệu bảng từ cầu thủ của mình. Bên cạnh đó, theo tờ The Sun, pháo thủ sẵn sàng trả Gabriel Jesus mức lương 190.000 bảng một tuần nhằm treo kéo tiền đạo này về với sân Emirates. Người được cho là chỉ đang hưởng 110.000 bảng một tuần ở Man City và chắc chắn sẽ không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa giải tới. Newcastle đã lột xác hoàn toàn sau những đồng tiền từ vị chủ tịch mới chảy vào túi họ. Thậm chí những kết quả ngoài mong đợi sau phiên chợ mùa đông đã giúp đoàn quân huấn luyện viên Andy Hall trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League thành công trong việc trụ hạng, bất chấp việc không giành bất kỳ chiến thắng nào trong vòng 14 vòng đấu đầu tiên. Nhận thấy tác dụng tức thì của đồng tiền, Trích Chòe đã lên kế hoạch mua sắm rầm rộ một lần nữa ở phiên chợ mùa hè để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải sau. Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân St. James Park ưu tiên nâng cấp hàng phòng ngự và cái tên mà họ nhắm đến là Nathan Ake, trung vệ đang thuộc biên chế của Man City. Theo nguồn tin từ The Sun, huấn luyện viên Eddie Howe rất muốn tái hợp cậu trò cũ của mình. Trước đó, cả hai đã có khoảng thời gian làm việc ăn ý ở Bournemouth, nhưng mức giá mà nhà đương kim vô địch Premier League yêu cầu là không hề rẻ, cụ thể con số này là 50 triệu bảng. The Citizen đang muốn kiếm lời bởi họ phải bỏ ra khoảng 40 triệu bảng để có được sự phục vụ của hậu vệ người Hà Lan từ Bournemouth. The Daily Mail và Talksport đều cho rằng rào cản duy nhất ở thương vụ này là mức phí chuyển nhượng bởi mức lương 80.000 bảng một tuần của Ake không phải là vấn đề với The Mouthpiece. Nếu hai bên có thể đi đến một mức giá chung, khả năng cao trung vệ này sẽ chuyển hộ khẩu một lần nữa. Trong bối cảnh những cái tên đình đám đang được Man United nhắm đến như Frankie de Jong hay Declan Rice dự kiến sẽ tiêu tốn của họ rất nhiều tiền. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Erik ten Hag được cho là sẽ mang về đến 6 bản hợp đồng mới trong phiên chợ hè năm nay. Vì vậy, Quỷ Đỏ đang nhắm đến những gương mặt chất lượng sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản để tiết kiệm chi phí, và người đáp ứng cả hai tiêu chí này là tiền vệ Christian Eriksen. Sau sự cố sức khỏe ngoài ý muốn ở kỳ Euro năm ngoái, nhạc trưởng người Đan Mạch đã trở lại mạnh mẽ dưới màu áo của những chú ong Brentford. Đội chủ sân Brentford Community đã giành chiến thắng tới 7 trên 11 trận mà Eriksen ra sân từ đầu. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, những màn trình diễn tuyệt vời của chân truyền sinh năm 1992 đã thuyết phục huấn luyện viên Erik ten Hag.
Nhà cầm quân người Hà Lan ngay lập tức yêu cầu nửa đỏ thành Manchester đem bằng được Eriksen về Old Trafford, bởi ông tin tiền vệ này sẽ giúp Man United trở lại thời kỳ đỉnh cao, bất chấp việc anh năm nay đã 30 tuổi. Tuy nhiên, The Mirror cho hay Quỷ Đỏ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hai câu lạc bộ khác ở Premier League là Tottenham và Everton. Trong những diễn biến mới nhất được tờ Express tiết lộ, Brentford đã đề nghị một bản hợp đồng dài hạn với Eriksen đi kèm với mức thù lao sẽ giúp tiền vệ này trở thành người hưởng lương cao nhất câu lạc bộ. Nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Do đó, cơ hội cho Man United trong thương vụ này là vẫn còn. Sự ổn định là điều mà Yannick Carrasco luôn mang đến Atletico Madrid. Cầu thủ người Bỉ ra sân 44 lần cho đoàn quân huấn luyện viên Diego Simeone ở mùa giải trước, đóng vai trò mũi tấn công nguy hiểm tại đội bóng này. Giờ đây anh đang đứng trước viễn cảnh được thi đấu tại Premier League khi có tới 3 đội bóng đang đánh tiếng muốn chiêu mộ trên chạy cánh hàng đầu La Liga lúc này. Tờ Fichaje của Tây Ban Nha cho biết Tottenham, Newcastle và Aston Villa đều đang thể hiện sự quan tâm tới cầu thủ người Bỉ. Huấn luyện viên Antonio Conte mong muốn bổ sung lực lượng ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái, nơi ông vừa mới chiêu mộ thành công Perisic từ Inter Milan. Điều này đồng nghĩa với việc Reguilon nhiều khả năng sẽ phải dứt áo gà trống ngay mùa hè này. Trong khi đó, cả Newcastle và Aston Villa đều muốn bổ sung chân sút người Bỉ ở vị trí tiền đạo cánh trái, nơi mà Carrasco thể hiện tốt nhất. Nhật báo The Sun cho hay Aston Villa đang có lợi thế lớn hơn khi họ sắp sửa chiêu mộ thêm Luis Suarez, đồng đội của Carrasco ở hai mùa giải gần nhất. Atletico Madrid được cho là không nhân nhượng với số tiền mong muốn thu về từ thương vụ này. Daily Mirror đưa tin, đội bóng chủ sân Wanda sẽ chỉ chấp nhận nhả người nếu không thể làm được gì khác. Đó là khi các câu lạc bộ kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 51 triệu euro. Ngoài ba đội bóng tại Anh, AC Milan được cho là cũng đang theo dõi sát sao trường hợp của Carrasco. Tờ AS cho biết Rossoneri coi cầu thủ người Bỉ là sự thay thế xứng đáng nếu Rafael Leao dứt áo để gia nhập một đội bóng lớn hơn ngay mùa hè này. Sau khi thông báo sẽ rời Man United vào cuối mùa, thông tin về bến đỗ mới của Matic cũng được hé lộ. Theo đó, các nhà báo chuyển nhượng Gianluca Di Marzio và Fabrizio Romano đều xác nhận Matic sẽ cập bến AS Roma theo dạng chuyển nhượng tự do. Đó là một bản hợp đồng 1 năm có tùy chọn gia hạn 1 năm. Theo Sport Italia, thương vụ này đã hoàn tất và chỉ còn đợi vài chi tiết cuối cùng. Cả hai bên đều nhanh chóng thống nhất các điều khoản và không gặp bất kỳ một vấn đề gì trong quá trình đàm phán. Tờ Metro đưa tin huấn luyện viên Mourinho rất tin tưởng vào bản hợp đồng này. Người đặc biệt có mối quan hệ tốt với Matic và ông cho biết tiền vệ người Serbia là sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến giữa của Roma. Theo đó, Matic trở thành cầu thủ thứ hai đi theo người đặc biệt qua 3 câu lạc bộ, giống với trường hợp của các Van Hồ trước đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày nhé.